Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Try On, giải sách bài tập bổ trợ. Chuẩn bị thi học kỳ 2, giữa học kỳ 2 rồi, cho nên chúng ta sẽ làm những cái test của Unit 4 and Unit 3, Unit 5 để chúng ta thi giữa học kỳ 2. Ok, Unit 4 test 1 của chúng ta. Đây là phần nghe nè. Nghe. Rồi, phần phát âm của chúng ta. Game đọc là A, check đọc là A, make đọc là A và small đọc là O, cho nên đáp án là câu D. Câu số 2, file đọc là I, item là I, click là E và assignment là I, và đáp án là câu C. Sang câu 13, film là chữ E, like là chữ I, think là chữ E, music là chữ E, cho nên chúng ta khoanh vào câu B. Câu 14, engineer, khi có hai chữ E, hai chữ O đứng gần nhau thì các bạn nhấn vào chỗ đó đó. Engineer và là âm 3, technician là âm 2 và mechanic là âm 2 và designer âm 2, đáp án là câu A. Câu 15, pilot, phi công, âm 1, language là âm 1, planet là âm 1 và device là âm 2, các bạn khoanh vào câu D. Sang câu số 16 của chúng ta. Chúng ta có thể gửi tin nhắn cho nhau thông qua cái những ứng dụng ở trên điện thoại, nên là gửi tin nhắn là send, receive là nhận, để gửi nhé. Họ dập tắt, họ thổi nến và rời khỏi phòng, dập tắt nến và rời khỏi phòng, dập tắt là put out. Câu 18, bố của tôi đã thuê một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để chụp hình sinh nhật tôi vào ngày hôm qua. Nhiếp ảnh gia là photographer, designer nhà thiết kế, engineer là kỹ sư, pilot là phi công. Chúng ta khoan vào câu C. Sang câu số 19 của chúng ta. Chị gái tôi có thể lập trình máy tính cô ấy để nói tiếng Việt khi cô ấy viết. Lập trình là program, teach là dạy, design là thiết kế, interact là tương tác, nó phải đi với quick. Câu số 20, anh ta phải mặc đồng phục của trường bởi vì đó là nội quy của trường, must là phải làm. Câu 21, bạn cần phải turn on là bật cái gì của bạn để kết nối với internet, đó là router, bộ định tuyến. Câu 22, bạn có thể giúp tôi upload cái file này không? Can you help me upload this file please? Câu số 23, cô ấy luôn luôn lưu những cái dữ liệu, những cái file, những cái tài liệu quan trọng vào một cái USB flash drive. Câu 24, tôi muốn trở thành một mechanic, là thợ sửa, thợ cơ khí, thợ sửa chữa máy móc. Khi tôi lớn lên, tôi thích sửa chữa ô tô. Vậy đây có repair ô tô này, thì chúng ta phải khoanh vào câu C. Câu 25, đầu tiên hãy đánh tên của bạn và password của bạn vào, sau đó click vào Enter. Thì cái bạn kia sẽ nói cái gì tiếp theo, what next? Sang câu 26, Andy, bạn không được chơi video game trong lớp nhé. Mất dần là không được phép. Xin lỗi cô White, em sẽ cắt ra đi. Câu 27, chọn từ bị sai và sửa lại cho đúng. Đằng sau hop là một true infinity, chúng ta không thể sai becoming ở đây được, phải là true become. Câu 28, chúng ta sẽ có một kỳ thi cuối khóa vào trong 2 tuần tiếp theo, chúng ta phải bắt đầu học hành từ bây giờ, chúng ta xài cái từ must chứ không phải là mất dần. Sang câu 29, tìm từ tránh đồng nghĩa, repairing là sửa chữa, nó đồng nghĩa với sửa chữa là fixing. Sang câu 30, opposite là tìm từ trái nghĩa. Trái nghĩa của useful có ích đó là không có ích, vô ích đó là useless. Ok, qua bài reading của chúng ta, hãy đọc bài test nói về cái chiếc điện thoại nha. Alexander Graham Bell được sinh ra vào ngày 3 tháng 3 năm 1847, ở đây là Worth này, ở Edinburgh, Scotland. Khi mà ông ta còn trẻ, ông ta rất là quan tâm tới âm thanh và giọng nói. Vào năm 1870, ông ta quyết định chuyển tới Mỹ và sống ở Boston. Nơi đó ông ta đã dạy học cho một trường học dành cho người điếc, đẹp là điếc. Bell có một cái ý tưởng tuyệt vời để mà sử dụng điện để gửi giọng nói của con người từ một nơi này tới một nơi khác, giọng nói là voices. Bell và cộng sự của ông ấy tên là Thomas Watson làm việc ngày đêm để mà chuyển cái ý tưởng của ông ta thành một cái máy. Và cuối cùng vào năm 1876, cái thí nghiệm cuối cùng của họ đã thành công. Experiment là thí nghiệm. Một vài người rất là ngạc nhiên khi họ nhìn thấy hoặc nghe thấy cái máy nói chuyện đó. Nhưng mà một vài người thì nghĩ rằng nó chỉ là một đồ chơi thú vị thôi. Họ không biết rằng một ngày nào đó thì cái máy nói chuyện này sẽ trở thành một chiếc điện thoại và thay đổi cuộc sống của con người. Ok, become. Số 1 là word, số 2 là chumu, số 3 là voices, số 4 là experiment và số 5 là become. Sang bài tiếp theo, chúng ta đọc cái blog này. Anna, good morning, chào buổi sáng mọi người. Thiết bị yêu thích của tôi đó là máy tính bảng. Tôi có thể chơi game, có thể xem phim, có thể đọc sách và làm video call, tức là gọi video đó, với ông bà tôi. Cái mà tôi thích nhất về nó đó là nó có một cái camera xuất sắc,
Tôi rất là vui với tất cả bức tranh mà tôi chụp. Bố của tôi đã cài đặt nhiều cái phần mềm hữu ích vào cái máy tính bảng của tôi. Khi mà ông ấy mua nó từ cửa hàng về, tôi luôn luôn sử dụng cái phần mềm học tiếng Anh. Tôi có thể học được nhiều từ vựng và thực hành phát âm mỗi ngày. Tôi yêu thích việc sử dụng máy tính bảng, nhưng mà mẹ tôi nói rằng tôi không nên sử dụng nó nhiều quá bởi vì nó không tốt cho mắt của tôi. Rồi qua bạn Tron, có vẻ như là máy tính bảng thật là bạn rất là thích máy tính bảng. Còn đối với tôi thì tôi thích smartphone. Tôi có thể gọi điện cho bạn tôi hoặc là gửi tin nhắn cho họ. Nó là một cách tuyệt vời để nghe nhạc và xem video online. Tôi còn download những cái phần mềm vào máy nữa, nhưng mà tôi không thể lưu trữ quá nhiều. Nó chỉ có 32GB thôi, 32GB bộ nhớ thôi. Vì thế tôi phải xóa một cái file mà khi mà tôi muốn lưu ảnh hoặc là download thêm phần mềm. Tôi hy vọng tôi sẽ có một cái mới với một cái bộ nhớ lớn hơn vào năm sau. Vậy thì câu số 1, Anna không có sử dụng máy tính bảng để làm gì? Để gọi video call, để xem phim, để gửi email, để chơi game. Chúng ta chọn câu C. Anna nói rằng, đã giúp cô ấy cài những cái app trên máy tính bảng, đó là bố của ấy, her dad. Câu 38, cái đồ yêu thích của Anna ở trên máy tính bảng, cái thứ yêu thích của Anna trên cái máy tính bảng đó là cái máy ảnh, ok, camera. Câu số 39, Bob đã không sử dụng cái smartphone để làm gì, để chơi game nhé. Câu 40, Bob không có vui vì sao? Vì cái bộ nhớ điện thoại của anh ta nó quá nhỏ đi. Câu 32 thôi. Rồi qua câu 41 là liên quan phần viết của chúng ta. You shouldn't buy a new tablet now. Bạn không nên mua một cái máy tính bảng bây giờ. Câu 242, anh ta thích thiết kế game cho máy tính. He enjoy designing games for computer. Câu 43, chúng tôi cố gắng bay cái máy bay điều khiển của từ xa của chúng tôi qua cái tòa nhà cao tầng kia. We try to fly our drone over that tall building. Câu 44, what the Helen have to upload before 3 p.m. today. Helen phải upload cái gì trước 3 giờ chiều nay? Nha, hơi khó nha. What the Helen have to upload before 3 p.m. today? Sang câu 45, đặt câu hỏi cho từ gạch chân. Jim thích thiết kế trò chơi mô phỏng. Vậy người ta gạch chân trò chơi mô phỏng, chúng ta sẽ hỏi là thằng Jim thích thiết kế cái gì? Cái gì là what? Không có Toby thì mượn doodle, ở đây hiện tại sẽ the. What the team love designing? Câu 46, gọi là kỹ thuật viên IT giúp tôi sửa chữa cái máy MP3 player. Vậy thì ai giúp bạn sửa chữa cái máy đó? Vậy chúng ta sẽ thay thế cái the DIT technician thành who, và chúng ta viết tiếp khúc đằng sau khi nó đứng đầu câu như vậy. Who đứng đầu câu này, who thay thế cho cái chủ ngữ đứng đầu câu, chúng ta xài who và viết tiếp. Who help you to fix your MP3 player? Chúng ta nhớ đổi me thành you và my thành your. Câu 47, chúng tôi thích chơi trò chơi thực tế ảo trong thời gian rảnh. Vậy là người ta gạch chân cái này, sau hỏi là bạn thích chơi cái gì, các bạn thích chơi cái gì, đó là what do you enjoy playing in your free time nha. Sau câu 48, viết lại câu và sử dụng từ người ta cho trong ngoặc. Anh trai tôi có nhiệm vụ là mua máy chơi game mới. Vậy là anh trai tôi có thể mua mua cái máy chơi game mới. Chúng ta thay cái từ has permission thành can thôi, bỏ chu đi. My brother can buy a new game console. Câu 49, tôi advise là khuyên, tôi khuyên bạn gửi một cái email cho giáo viên của bạn. Vậy là cái từ should là khuyên bạn là nên, bạn nên gửi email cho giáo viên của bạn. You should send an email to your teacher. Câu 50, chống lại luật khi mang điện thoại vào kỳ thi, vào phòng thi, và là bạn không được mang theo nha. You mustn't bring a smartphone to the exam room. Rồi đó là 50 câu. That's one.